Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là loa ngoài của Sony XPAC C2305. Phần loa nghe gọi, loa trong thì đặt ở phía trên này. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong, loa nghe gọi của Sony XPAC, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn cũng không, đó là do phần loa trong này đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Thì hiện nay Di Động Cao Cấp .vn có tất cả các linh kiện của điện thoại Sony XPAC nói chung và phần loa trong, loa ngoài của Sony XPAC nói riêng để mới vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Cũng giống như mọi linh kiện khác của Sony XPAC thì phần loa trong, loa ngoài của Sony XPAC luôn được chuẩn bị sẵn tại Di Động Cao Cấp .vn, phụ quá trình sửa chữa thay mới cho quý vị các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp.vn.